Xin chào tất cả các bạn sĩ tử. Thầy Đức Anh rất vui lại được gặp tất cả các bạn trong buổi học của ngày hôm nay. Ở trong chẳng thi nước rút ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến với chuyên đề số 5. Ở chuyên đề số 5 này sẽ tháo gỡ những cái gọi là khó khăn của tất cả các bạn trong việc ghi nhớ. Thầy biết rằng là môn văn là một trong những cái môn mà có cái tài liệu nó như này nó dày lắm các bạn ạ Và vì nó rất là dày như vậy cho nên là trong cái quá trình mà chúng ta ôn thi á Thì nhìn tài liệu thôi là đã ngợp hết cả người rồi Và ngợp quá thì mình sẽ dẫn đến cái tâm lý là trời ơi muốn buông xuôi Muốn bỏ qua hết tất cả mọi thứ Làm sao để mình có thể ghi nhớ được từng đấy kiến thức Bao nhiêu đó tài liệu, bao nhiêu đó tác phẩm, bao nhiêu đó tác giả Thật sự là một vấn đề nan dài đúng không nào? nhưng mà không sao thầy đức anh đang ngồi ở đây với tất cả các bạn rồi cơ mà và khi thầy đã ngồi ở đây với tất cả các bạn rồi thì còn gì để có thể lo lắng nữa thầy đã mang đến cho các bạn rất nhiều những cái tuyết viết văn rất nhiều những cái tuyệt chiêu rất nhiều những bí kíp rất nhiều những chiến thuật và ngày hôm nay sẽ là một trong những cái bí kíp đó là tăng khả năng ghi nhớ phương pháp tăng khả năng ghi nhớ đây chính là lá bùa hộ mệnh cho những bộ não cá vàng trong quá trình ôn thi môn văn tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU không chỉ cung cấp chương trình đào tạo tiêu chuẩn quốc tế, SIU nỗ lực tạo ra môi trường học tập tiên phong, đa dạng và tôn trọng sự khác biệt. SIU mở rộng hợp tác quốc tế với các trường đại học, viện nghiên cứu và tập đoàn doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới, trở thành bề phóng vững chắc để sinh viên hội nhập toàn cầu. Năm 2024, SIU tuyển sinh trình độ đại học chính quy với 29 chương trình đào tạo cùng 4 phương thức tuyển sinh SIU cam kết hỗ trợ sinh viên với nhiều chính sách học bổng, 20 suất học bổng chủ tịch SIU, 100 suất học bổng tiếp bước hành trình, quỹ tài năng trẻ, học bổng 50% học phí toàn khóa cho những học sinh có thành tích xuất sắc trong các hoạt động văn hóa thể thao, nghệ thuật, học bổng đồng hành xây dựng nhân lực chất lượng cao cho thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, học bổng doanh nghiệp tài trợ, học bổng 20% học phí toàn khóa cho tất cả học sinh đăng ký chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh. SIU, tâm hồn Việt Nam, giáo dục thế giới nào hãy cùng theo chân thầy ngày hôm nay để học nhanh và nhớ lâu và nhớ là ngày hôm nay thầy sẽ mang đến cho các bạn một lá bùa hộ mệnh và lá bùa hộ mệnh này sẽ vô cùng là quan trọng và thầy tin rằng tất cả các bạn sẽ cần nó và nó sẽ thực sự hữu ích với các bạn trong trạng ôn thi nước rút này để có thể làm tốt được các vấn đề thì thầy nghĩ là uh, chúng ta chắc chắn là phải có khả năng ghi nhớ tốt nhưng mà môn văn thực sự lại không phải là một cái môn mà quá dễ để ghi nhớ đúng không nào thế thì bây giờ mình phải làm sao thì ngày hôm nay bài giảng chúng ta sẽ có một số những cái lưu ý cùng nhau đầu tiên là chúng ta sẽ nói với nhau về những cái áp lực mà chúng ta đang phải đối mặt trong cái giai đoạn ôn thi nước rút đúng không thứ hai là thầy sẽ cung cấp cho các bạn những cái bí kíp để chúng ta có thể ôn nhanh và nhớ lâu. Và thứ ba đó là chúng ta sẽ phải tránh một số những cái điều mà thầy thấy là nó sẽ tác động rất lớn tới quá trình ghi nhớ của chúng ta. Và một thứ mà có thể sẽ không bao giờ mà các bạn được phép bỏ qua đó là những mẹo nhỏ bỏ túi để chúng ta có thể ghi nhớ một cách tự nhiên vào não bộ của chúng ta. Thầy đã làm và đã làm được thầy cũng đã bước qua cái thời phổ thông với một cái khối lượng kiến thức rất là đồ sộ đã bước qua thời đại học với những cái lần ôn thi mà tài liệu nó dày thành từng sấp từng chồng như thế này và thầy đang ngồi ở đây thầy là một trong những nhân chứng sống cho việc nếu chúng ta làm tất cả mọi thứ toàn bộ mọi thứ đấy một cách hoàn hảo nhất và cố gắng ghi nhớ thì chưa chắc đã được Nhưng hãy ghi nhớ một cách tự nhiên để làm được tất cả những điều này Thầy tin rằng là à, thầy đã làm được thì các bạn cũng sẽ làm được đúng không? Thôi, bây giờ mình không nói nhiều nữa đúng không? Sẽ theo chân thầy vào hành trình của ngày hôm nay để chia sẻ cùng nhau Ok, tôi là Đức Anh, chào mừng bạn đến với lại chuyên đề của ngày hôm nay Và bây giờ chúng ta hãy nói về những áp lực mà các bạn đang phải đối mặt Các bạn có áp lực hay không thì hãy thử nhìn vào 6 cái điều sau đây tôi đang bắt bệnh các bạn có phải là các bạn đang gặp phải những cái áp lực này không thứ nhất là chúng ta đang quá tải với một núi kiến thức khổng lồ thứ hai là chúng ta không thể nào tập trung để ôn luyện trong giai đoạn cuối cùng này và thứ ba là chúng ta học xong nhưng mà không có nhớ gì hết không có nhớ gì hết đúng không thứ tư kiến thức của chúng ta nó đã bị lạc trôi đi đâu mất ấy và sau một thời gian học thì nó chả còn lại gì ở trong cái đầu này cả phải không đúng không sẽ có nhiều bạn nếu đồng ý thì nhớ để lại bình luận nha các bạn nha có phải là chúng ta cũng đang mắc phải căn bệnh này không thứ năm việc ghi nhớ dẫn chứng môn văn quá nhiều và mình không thể nhớ hết được những dẫn chứng mà thầy cô yêu cầu hay văn bản nếu mà văn bản chuyện ngắn thì lại càng khó nữa và cái thứ sáu là chúng ta đang kiểu phát hoảng lên với một mớ kiến thức vô cùng hỗn độn mà nhiều khi mình viết bài mình thấy trời ơi mình râu ông nọ cắm cầm bà kia tác phẩm này lại sang tác phẩm kia đấy tên nhân vật này lại nằm trong tác phẩm kia rồi tên tác giả này lại cắm vào tác phẩm kia đấy cái kiểu đấy có phải không ôi cha thật sự là nan giải ôi cha thật sự là đau đầu nhưng mà thực ra thì không phải một mình các bạn đâu Thầy cũng đã từng trải qua điều đấy rồi Và thầy thấy là tất cả mọi thứ đều có thể giải quyết được Đều có thể giải quyết được Và có phải là cái sự lo lắng Có sự bất an Có phải là các bạn đang hồi hộp Các bạn có những cái buổi tối mất ngủ Và các bạn thậm chí là đến thời điểm này Có nhiều bạn bảo thôi Buông đi Hôm ấy mình học tủ một bài hai bài thôi Chứ giờ nhiều quá rồi sao học nổi Không? Sao lại thế? Đúng không? Học tủ ấy Thì rất dễ lệch tủ Mà có khi trúng tủ rồi mà đôi khi còn lệch ngăn nữa Mà trúng tủ mình học đúng cái tác phẩm đấy Nhưng mà lại học cái phần kia quan trọng của cái phần mình bỏ nó Người ta lại ra Cho nên đừng buông các bạn ơi Dù gì thì, thì em chúng ta cũng phải chiến đấu đến cùng chiến đấu đến cùng cùng với thầy nhá đừng bỏ cuộc ở thời điểm này vì chúng ta đã đi được đến đây rồi chỉ còn một cái đoạn nước rút nữa thôi và hãy cố gắng để chúng ta về đích ấn tượng thầy sẽ gỡ rối cho tất cả các bạn đúng không thầy đã nhận được rất nhiều tín hiệu sos sos của tất cả các sĩ tử mùa thi sos thì tôi đang ngồi ở đây và sẵn sàng gỡ rối cho các bạn rồi vậy thì bây giờ tôi sẽ gỡ rối cho các bạn bằng một số các bí kíp để chúng ta có thể ghi nhớ nhá Ghi nhớ thật nhiều, ghi nhớ thật nhanh, ghi nhớ thật sâu và nhớ mãi thật lâu Đúng không? Bây giờ đầu tiên cái bí kíp số 1 nha Là cái không gian học bài Thì chỉ có bạn nhá Chọn cho mình một cái không gian học bài nó chiêu vào Nó chill chiêu vào kiểu mình không phải đang học quá Mình đang tận hưởng cuộc sống luôn ấy Thì mình sẽ thấy, ồ oh, nó sẽ vào bài Nó sẽ dễ nhớ, đúng không? Đầu tiên nhá, chọn không gian học bài như thế nào Thì mình chọn một cái không gian yên tĩnh được không nào mình chọn một cái góc trời riêng của mình để mình có thể tập trung tuyệt đối vào bài văn của mình mà không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài được không nào? Được chứ, đúng không? Mình mang sách vở ra công viên cũng được này, nơi đó thoáng đãng, có nhiều cây xanh, tinh thần mình thoải mái, đầu óc mình thư thái chứ mình ở trong cái phòng của mình nó bức bối nó tối tăm quá thì nó cũng khó ghi nhớ đúng không? hay là mình chọn một cái quán cà phê mà bây giờ thì thấy có nhiều những cái quán cà phê mà ở đó mình nằm dài ra được luôn, người ta có những cái chỗ để mình nằm dài ra luôn, xong rồi mình nằm ở đó cái mình kiểu như là nó mát mẻ này, xong rồi lại có kiểu âm nhạc kiểu du dương này, xong rồi à, mình kiểu chiêu chiêu được, xong rồi mình học bài nó cũng dễ vào, thấy chưa? người ta Chọn ấy thì thường kinh nghiệm của thầy cho thấy là mình nên chọn những cái quán mà nó ít người Và nó được thiết kế cho học tập á Thầy thấy có rất là nhiều những cái quán như thế Mình chỉ cần lên Google search những cái quán nào phù hợp cho học sinh, sinh viên để mình ôn thi đấy Sẽ có rất là nhiều những cái đề xuất cho tất cả các bạn Mình chọn một cái không gian như thế thì gọi là một không gian đầy cảm hứng để mình bắt đầu Đúng không? Tìm cho mình những cái không gian mở và yên tĩnh như vậy Thì bạn rất là thoải mái Và bạn sẽ tập trung được vào cái việc học và việc học thuộc sẽ dễ dàng hơn đối với tất cả các bạn Ok, bí kíp số 1 nhá Thế còn cái bí kíp số 2 là cái gì? Hãy sắp xếp lại cái góc học tập tại nhà của bạn một cách gọn gàng hơn Vì thầy biết rằng đôi khi là sách vở thì quá nhiều Tài liệu cũng nhiều, dụng cụ học tập cũng nhiều Xong rồi đôi khi cũng có một số bạn Ví như thầy thì tính cách thì mình cũng không phải là được gọn gàng lắm ấy Nói ra thì cũng hơi ngại nhưng mà thôi mình có sao mình nói vậy Thừa nhận là đôi khi nhất là con trai ấy lại cũng không được kiểu như là uh, gọn gàng lắm chẳng hạn Thì cái góc học tập nó bừa bộn nó cũng ảnh hưởng đấy Nhìn vào đấy nó bừa bộn Thế thì việc tiếp thu nó cũng khó ghi nhớ lắm Cho nên hãy sắp xếp các học tập tại nhà của bạn gọn gàng hơn Ngăn nắp hơn Để không gian bàn học của mình trở nên gọi là gọn gàng Thì chúng ta phải bỏ một chút công sức đấy rồi trang trí nếu được nếu bạn khéo tay trang trí cho cái góc học tập của mình xinh xắn hơn lung linh hơn một tí đèn này một lọ hoa này một chút tinh dầu này rồi một vài những cái hình ảnh ngộ nghĩnh xinh tươi này sẽ giúp bạn học bài tốt hơn và có cảm hứng để hơn có cảm hứng hơn để ngồi vào bàn học rồi chuẩn bị cho mình một cái ly nước ép đặt sẵn trên bàn này rồi thế nào em mình cảm thấy ồ oh, mình thiếu năng lượng quá thì mình nhấp một ngụm để mình tìm kiếm một nguồn năng lượng này rồi thêm một chút tinh dầu thơm ở đấy nữa thoải mái đúng không ngắt một bông hoa trồng một chậu cây ở đấy nữa ồ oh, thấy thấy những cái góc học tập như thế vừa xinh xắn thậm chí mình còn có thể quay vlog được luôn đấy đúng không quay tiktok được luôn đấy đúng chưa Đấy, cái bí kíp số 3 nha các bạn nha Đó là mình chọn thời điểm vàng để học Ôi oh, dù, cái này quan trọng các bạn nhá chọn thời điểm vàng để học nhé Thì chọn thời điểm vàng để học là như nào Các chuyên gia khuyên rằng các bạn nhé Là chúng ta nên đi ngủ sớm Và thức dậy vào sáng sớm Khoảng thời gian mà thầy cho rằng nó đẹp nhất là vào khoảng 5 giờ kém 5 giờ đấy Đến 6 giờ chúng ta sẽ thấy tinh thần là thoải mái nhất Cái đầu của chúng ta dễ tiếp thu nhất đây chính là khung giờ vàng cho não bộ của tất cả chúng ta Có thể hoạt động một cách tốt nhất và có thể ghi nhớ kiến thức một cách nhanh nhất và lâu nhất hãy học vào cái khoảng thời gian 5 giờ kém 5 giờ đến khoảng 6 giờ đấy cái khoảng hơn một tiếng đồng hồ đấy là khoảng thời gian hợp lý cho nên mình hãy đi ngủ sớm một tí chứ đừng thức quá khuya các bạn ạ à. thức quá khuya sẽ làm cho bạn ngày hôm sau tỉnh dậy đầu óc không được minh mẫn không được tỉnh táo việc tiếp thu bài nó cũng khó mình nên ngủ sớm mà thức dậy thức dậy sớm không? chứ đừng có đi ngủ sớm mà lại thức dậy trễ nha các bạn nha đi ngủ sớm mà thức dậy sớm thì mình học bài sẽ dễ thuộc bài hơn trường quốc tế Á Châu Tự hào là ngôi trường mang đến nền giáo dục tiên tiến, hiện đại Nhưng vẫn giữ gìn bản sắc và những giá trị truyền thống dân tộc Trường Quốc tế Á Châu xây dựng chương trình học tập toàn diện, cân bằng giữa học thuật và nghệ thuật thể thao Hiểu rõ mục đích giáo dục không chỉ là truyền thụ kiến thức Mà còn giúp học sinh sáng tạo, khơi nguồn cảm hứng, độc lập để phát triển và hoàn thiện nhân cách Ngoài những giờ học trên lớp, Học sinh trường quốc tế Á Châu còn được trải nghiệm thử thách bản thân và phản biện các vấn đề để tự mình học hỏi trưởng thành độc lập hơn. Nơi đây với tôi còn hơn cả một ngôi trường. Nơi đây là nền tảng giúp chúng tôi đặt những viên gạch đầu tiên vững chắc trên hành trình chinh phục tri thức giáo dục không phải là chuẩn bị cho cuộc sống nó chính là cuộc sống từ môi trường giáo dục này chúng tôi đã từng tin bước tiếp và viết nên câu chuyện tương lai của chính mình đi sang bí kíp số 4 nào. Bí kíp số 4 là khi học á thì đừng có chỉ học bằng mắt không. Hãy vận dụng hết toàn bộ cơ thể của mình. Đây. Cái đôi bàn tay, cái đôi bàn tay nào, đôi bàn tay đúng không? Thì chúng ta hãy cầm bút lên, cầm bút thì có thể là bút chì này, bút bi này, bút dạ quang này, mình tô, mình khoanh tròn lại, mình gạch chân các ý chính, đúng không? Thậm chí là mình vẽ sơ đồ tư duy. Đấy như thầy có chỉ ra các bạn là hãy khoanh tròn từ khóa, gạch chân ý chính tô màu các ý quan trọng và vẽ sơ đồ tư duy sẽ là cái bí kíp học quan trọng chứ đừng học như con vẹt là cố gắng nhét nó vào đây nhìn nó bằng mắt nhìn vào đó xong như kiểu chiếu rồi chụp lại xong cố gắng ghi nhớ nhưng con vẹt mình sẽ dùng tay của mình và dùng những dụng cụ học tập của mình để bổ trợ đúng không khoanh tròn từ khóa đó thì em thấy mà tài liệu mà nó lê thê Còn nó dài quá eo ơi một cái bài nó năm bảy trang đúng không trời ơi một cái bài văn một cái bài văn mẫu hay là một cái một cái tác phẩm chuyện mà dẫn chứng nó năm bảy trang hay là phần phân tích của cô của thầy nó dài tới năm bảy trang thì cách tốt nhất để bộ não của bạn làm là mã hóa nó tất cả lại một một cách mã hóa theo kiểu khoa học ấy các bạn đó là các bạn hãy liệt kê ra những cái ý chính, à, cụ thể, đúng không? rõ ràng, rồi khoanh tròn lại các cái từ khóa, đó, hoặc là những cái ý mà bạn cho rằng nó hay mà mình cần ghi nhớ, rồi bạn vẽ sơ đồ tư duy dựa trên các cái từ khóa đó sẽ tạo ra một cái chuỗi sự kiện được ghi nhớ một cách gì em đơn giản nhất. chứ chúng ta đừng có học theo kiểu là thuộc lòng như một con vẹt từng câu từng chữ thì chúng ta sẽ rất là khó nhớ. À, từng đấy tài liệu, từng đấy bài thì không thể nào mà ghi nhớ được mà thực sự đối với thầy nhá. môn văn là môn mà thầy hay nói đùa với các bạn học sinh là không hẳn nói đùa mà thực ra nó cũng là nói thật luôn đấy. đó là môn văn là môn chá phải học hành gì hết, học hành cái gì? làm sao lại cứ phải ngồi học thuộc như một con vẹt để đọc đọc từng câu từng chữ như thế để làm gì nhỉ? mình chỉ cần nắm cái ý này, mình nhớ được một số từ khóa này. ví dụ cái chỗ này thì mình thấy cô thầy diễn đạt hay quá thì ok mình cố gắng mình gì ghi nhớ. còn ví dụ như là cái chỗ này cái hệ thống luận điểm nó nó nhiều quá thì mình sẽ liệt kê nó ra theo cái sơ đồ tư duy, sơ đồ cây ấy. Đúng không? Dễ nhớ vô cùng. Làm sao mà lại khó nhớ được. Đúng không? Hãy cố gắng làm điều này thường xuyên mỗi ngày. Từ từ các bạn sẽ quen. Bí kíp số 5. Cực kỳ quan trọng dù chúng ta có là ai thì khi chúng ta có một người thầy đồng hành dẫn đường thì bao giờ cũng sẽ tốt hơn là chúng ta tự đi một mình đúng không việc chúng ta phải tự mày mò chúng ta không có ai dẫn đường ấy chúng ta sẽ có những lúc lạc lối có những lúc tranh trao đúng không nhưng mà có thầy có cô đồng hành thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều và tin thầy đi khi các bạn trao đổi rất thật nhiều với giáo viên đây chính là bí ký số 5 là trao đổi với giáo viên thì các bạn sẽ tìm ra được nhiều những cái lỗ hỏng kiến thức của mình này được thầy cô chỉ ra cho những cái sai sót của mình này được thầy cô khen ngợi này mình cũng thích thú hơn đúng không đây hãy trao đổi với giáo viên với những điều chưa hiểu rõ thì hãy hỏi giáo viên của bạn để được giảng dạy kỹ hơn thậm chí là hỏi cả những giáo viên ở trên internet những cái người đó ví dụ như thầy chẳng hạn thầy không phải là thầy dạy trên lớp của các bạn nhưng nếu mà các bạn à, theo dõi facebook thầy các bạn nhắn tin trên facebook cho thầy thầy vẫn sẵn sàng trả lời tất cả các bạn chia sẻ với tất cả các bạn đúng không và hãy viết bài ở nhà nhiều hơn sau khi viết bài ở nhà thì hãy nhờ giáo viên chấm bài giúp bạn là thầy ơi à, em làm cái bài văn này thầy chấm giúp em không biết là năng lực của bản thân em ở mức nào thì, thì em cần điều chỉnh cái gì chỗ nào em chưa tốt giáo viên sẽ chỉ ra cho em đó và thầy tin rằng giáo viên sẽ rất thích thú với những học sinh mà chăm chỉ như bạn mà các bạn sẵn sàng làm bài ở nhà để cho thầy cô sửa thầy cô dù có bận cỡ nào cũng sẽ bớt thời gian ra một chút để dành cho tất cả các bạn những học sinh chăm ngoan như thế đúng không ngoan sinh yêu của thầy cô đâu rồi chính là những bạn mà chăm chỉ làm bài ở nhà và gửi bài cho các thầy cô để nhờ thầy cô sửa đấy chính là ngoan sinh yêu của thầy cô và ngoan sinh yêu của thầy Đức Anh đâu rồi các bạn nhớ thả tim cho video của ngày hôm nay và đừng quên là gì thầy còn chia sẻ với các bạn nhiều bí kíp hơn nữa và hãy theo chân thầy cho đến hết video ngày hôm nay nha Bây giờ sẽ là phần những điều cần tránh Để có thể nhớ lâu Để có thể nhớ nhanh thì chúng ta cần tránh những điều này. Thầy tạm liệt kê ra cho các bạn những điều sau đây, có 3 thứ. Thứ nhất, không nên học văn khi mà chúng ta tâm trạng không có được vui vẻ. Môn văn là môn đầy cảm xúc các bạn. Đó, nếu mà cảm thấy không ổn về sức khỏe này hay là tâm trạng của mình kiểu đang căng thẳng, bị stress hoặc là bị kiểu đau đầu thì chúng ta hãy dừng ngay việc học lại và chúng ta hãy rời việc học vào một buổi học khác khi tinh thần của mình minh mẫn hơn, thoải mái hơn, relax hơn thì mình sẽ gì em? Mình sẽ cảm thấy cái việc học của mình nó không có nó không có đớn đau, nó không có kiểu là một cái áp lực. Đấy, đừng học khi tâm trạng không vui vì chả hiệu quả gì đâu. Phải thật sự vui vẻ mình tiếp nhận kiến thức mà mình cảm thấy bị ép buộc quá, mình cảm thấy đau đớn quá, mình cảm thấy mệt mỏi quá thì không vào được cái gì và có vào thì cũng không không đậm lại được cái gì lâu đâu. Thứ hai á các bạn là đừng học thuộc lòng từng câu từng chữ trong đề cương, cái này thầy nhắc rồi. Chúng ta không phải là những con vẹt, chúng ta là những con người thông minh, sáng tạo và đầy gì em và đầy cảm xúc. Vậy thì chúng ta hãy học theo một cái kiểu thông minh ấy như thầy có nói đó là các bạn cần có sự cân nhắc điều chỉnh lại cách học này ngay như thầy nói là Hãy cố gắng ghi nhớ theo kiểu đó là nhập tâm và thứ hai là chúng ta sẽ chọn ra các từ khóa, tập diễn đạt lại theo cách của mình chứ đừng có học từng câu từng chữ y như là trong bài văn của thầy cô hay dàn ý của thầy cô nó sẽ rất là mệt và nó sẽ rất là dài và nó sẽ rất là nhiều và mình không thể nào ghi nhớ hết được đâu. Đấy và thứ ba nữa là đừng học vẹt về đúng không đừng học vẹt bởi vì cách học này thực chất không giúp bạn ghi nhớ được kiến thức sâu bởi vì các bạn có hiểu bài gì đâu mà các bạn cũng nhanh chóng quên đi ngay những gì mà các bạn vừa nạp vào trong đầu của mình thế nên môn văn mà các bạn làm như thế thì ôi chết tôi rồi không được các bạn ơi chỉ cần bạn quên một chi tiết một câu thơ hay là một cái từ đầu tiên trong cái trong trong cái dàn ý đấy là coi như bạn quên hết các những những cái chi tiết còn lại hay là những cái ý còn lại luôn không thể nhớ ra còn không thể nhớ ra được luôn thì các bạn cái đấy gọi là học vẹt đấy đừng học vẹt và cũng đừng học tủ luôn các bạn ạ à. đừng học tủ các bạn nha thầy nghĩ là để có thể làm được điều đấy thì khó đấy nhưng mà thực hành mỗi ngày thì sẽ làm được và sau đây sẽ là một số những mẹo nhỏ để nhớ nhanh và nhớ lâu. Hãy bỏ túi một số những mẹo nhỏ này. Đây là những điều thầy thường làm này. Các bạn biết là ngay cả bây giờ đi dạy rồi thì thầy vẫn đi học mà. Thầy phải đi học để nâng cao thêm kiến thức chuyên môn, rồi nâng cao thêm về phương pháp, rồi đôi khi mình thấy cái gì hay hay mình tự học, không phải là chỉ là học văn nữa mà mình học rất là nhiều thứ mà mình thấy cần thiết ở trong cuộc sống của mình thì cũng có những cái tài liệu mà thầy đọc nó dài lắm cũng có những cái thứ mà mình đọc lên mình thấy chả hiểu gì và có những thứ mà mình bắt buộc phải gì em cố gắng để ghi nhớ thì mình sẽ sử dụng một số những cái mẹo sau đây cái mẹo này sẽ dù nhỏ thôi nhưng mà nó sẽ giúp bạn học nhanh và nhớ lâu hơn. Bạn sẽ tham gia một số các hội nhóm học ở trên mạng xã hội như Facebook hoặc là Insta hoặc là hoặc lập những cái nhóm như là nhóm Zalo để chúng ta cùng giải đề, để chúng ta chia sẻ kiến thức với nhau và chúng ta hỏi đáp thắc mắc. Bạn này biết thì chia sẻ cho bạn kia. Hãy tham gia vào các hội nhóm, à, nhưng mà đừng dành thời gian quá nhiều cho những thứ vô bổ trong hội nhóm đấy. Hãy chủ yếu là chia sẻ kiến thức, tìm hiểu kiến thức, học thầy không thầy học bạn mà các bạn. Mình sẽ lên đấy và ở trên các cái trang mạng xã hội thì có rất là nhiều những cái trang sẽ giúp cho các bạn cải thiện về môn văn ở đó có các admin là các thầy cô tâm huyết rồi cũng có những cái bạn mà là những cái người mà đam mê văn văn chương người ta sẽ cùng đồng hành với tất cả các bạn rồi mình nếu mà cái câu nào mà mình kiểu mình thích ấy, hay là cái câu nào mà mình hay quên ấy, mình có thể lưu cái câu thơ đấy đó, lưu những cái câu thơ liên hệ hoặc là những cái câu dẫn chứng khó vào một ghi chú trong điện thoại À, cái lâu lâu cái mình thỉnh thoảng mình mang ra xem à, ví dụ như là thứ bảy hay chủ nhật thì nó mình rảnh buổi nào đó mình đem ra mình đọc lại chừng hai ba lần mỗi tuần mình làm như thế thì từ nó sẽ ghi nhớ một cách rất là tự nhiên đó rồi thầy thi thoảng hay làm điều này đó mặc dù giọng thầy thì các bạn nghe đấy không biết là có hay không có truyền cảm không nhưng mà thầy tự nghe lại giọng mình thì nó hơi ghê một chút nhưng mà thầy vẫn hay làm đó, là thu âm cái bài văn hay à, những cái bài văn hay thì thu âm lại và chúng ta nghe lại trong lúc chúng ta chạy bộ thư giãn hoặc là chúng ta đi xe buýt hoặc là chúng ta à, đạp xe hoặc là chúng ta đi dạo thì chúng ta có thể nghe lại à, chúng ta cắm tai nghe vào rồi chúng ta nghe lại thì mình sẽ dễ nhớ hơn. Đấy Thế thì thầy tin là bây giờ thì cái việc ghi nhớ nó không còn là một cái điều gì khủng khiếp nữa Sau khi thầy chia sẻ nhiều những cái bí kíp và nhiều những cái mẹo nhỏ như vậy Nó không còn là vấn đề đau đầu nữa đúng không? Việc ghi nhớ nó sẽ nhẹ nhàng hơn Hãy thực hành mỗi ngày từ từ các bạn sẽ quen Và thầy tin rằng là thầy làm được các bạn cũng sẽ làm được và thầy sẽ thả tim cho những nỗ lực của tất cả các bạn trong cái trạng cuối cùng này và thầy hy vọng là các bạn sẽ bước vào phòng thi với tinh thần của một chiến binh chúc cho các bạn thật sự tự tin và thăng hoa trong bài viết của mình chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở những chuyên đề sau nữa thân ái chào tạm biệt tất cả các bạn để có được thành công như hôm nay tôi đã có những ước mơ và tôi đã hiện thực hóa ước mơ của mình bắt đầu từ trường đại học quốc tế sài gòn siu Đào tạo đa dạng, đa lĩnh vực. SIU mở ra cho chúng tôi nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Tất cả sinh viên đều có cơ hội để thể hiện và phát triển năng lực. Những ý tưởng luôn được khuyến khích và phát huy tối đa. Chúng tôi đã được truyền cảm hứng, tiếp thêm sự tự tin. Chúng tôi được học cách học, cách nghĩ và cách sống. Một môi trường lý tưởng để sáng tạo, để trải nghiệm, để thử thách bản thân đã giúp chúng tôi trưởng thành và thành công như hôm nay. Hiện đại, năng động và hòa nhập quốc tế nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc đó là triết lý giáo dục mà đại học quốc tế sài gòn siu luôn hướng đến đã đến lúc vươn xa hơn những gì đã học